Nguyễn Thị Lệ Nam Anh được mọi người biết đến với danh xưng chị gái song sinh của hoa khôi Nguyễn Thị Lệ Nam Em. Nam Anh cũng sở hữu một chiều cao nổi bật và một gương mặt sáng. Nhưng khác với người em, cô lại đặc biệt yêu thích lĩnh vực thời trang và ca hát. Với đam mê trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, Nam Anh liên tiếp đăng ký tham gia các cuộc thi tìm kiếm người mẫu. Năm 2018, cô xuất sắc đạt được giải quán quân cuộc thi Người mẫu thời trang 2018, chính thức trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Xin chào quý vị đã quay trở lại với Phong cách và cuộc sống. Xin mời quý vị gặp gỡ một người em trong nghề của Hoàng Rapper mà chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội gặp gỡ ở rất nhiều sự kiện. Nhưng ngày hôm nay phải nói lời cảm ơn đến Phong cách và cuộc sống tạo điều kiện cho hai anh em được cùng ngồi chung một chương trình. Đó chính là người mẫu Nam Anh. Xin chào khán giả của chương trình Phong cách và cuộc sống, mình là Nam Anh. Chào Nam Anh, vẫn rất là rạng ngời. Và Nam Anh còn nhớ những cái sự kiện mà anh em mình làm chung với nhau không? Như là những cái mô tô show nè, những chương trình về thời trang nữa. Rất nhiều khán giả thắc mắc là vì sao dạo gần đây thấy Nam Anh lúc nào cũng lẻ loi đi có một mình. Người yêu cũng không có, mấy người chị em thân thuộc bên cạnh cũng không có luôn. Có vấn đề gì không ạ? Cái công việc em hiện tại đang chọn nó khá là nhiều, nên là cái việc em sắp xếp thời gian nó cũng khá là khắt khe. Nên là em cũng không có quá nhiều thời gian để mình tương tác với mọi người nhiều. Có lẽ là em hơi bị cô lập. Rồi có bao giờ bạn đi ở ngoài rồi mọi người nhìn lầm bạn là nam em không? Em nghĩ cái vấn đề đó là bình thường. Bình thường luôn. Dạ, tại vì đã là hai chị em sinh đôi phải có nét giống nhau. Rồi lỡ như người ta đánh giá chọn nam em sao hoạt động sôi nổi hơn, sao rồi nam anh sao chịu nhiễm mà, thì bạn có thấy buồn và chạnh lòng vì điều đó không? Quan trọng là cái thành công mình đặt ra là như thế nào thôi. Thành công của mình đặt ra là mình được làm những gì mình thích, là mình thành công, mình nghĩ mình thành công thôi. Còn đối với người khác, thành công là chinh phục những cái khác là thành công, do cách nhìn của mỗi người thôi. Giống như là một câu nói là biển lặng thì biển luôn sâu, còn lúa nặng thì lúa luôn triểu đầu. Đối với Nam Anh thì Nam Anh thích một cái sự êm đềm, nhẹ nhàng, khiêm tốn hơn. Còn về tình cảm chị em đi, thì chị em vẫn hòa thuận chứ ạ? Ở hiện tại thì chị em đang rất là happy. Chị những lúc mà vui vui á, hai chị em thường cùng nhau đi đâu nè, hay có những sở thích chung gì không? Em với Nam Em khi mà rảnh rỗi thì thường dùng cái từ là đi chiêu chiêu. Khoan, từ từ. Chiêu chiêu là sao? Chiêu có cái liên quan đến chiêu thức nào không? Chiêu chiêu có nghĩa là mình sẽ chọn một cái nơi mà có cái không gian đẹp, lãng mạn. Lãng mạn rồi mình sẽ uống một tí rượu hay cái cocktail. Gì đó, cocktail. Mình nhìn cảnh, mình nhìn người. Chà, lúc đó nó chiêu phết. Không gian này chiêu phết. Đấy. Như vậy là hai chị em cũng có cùng cái sở thích là giải trí như vậy, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà về phong cách thời trang thì sao? Liệu rằng là hai chị em sinh đôi có giống nhau luôn cả về phong cách thời trang không? Em thì em không có biết nhận xét sao, nhưng mà đối với bản thân em thì em rất là thích. Mình là một con tắc kè, mình không bị một màu. Năm em nghĩ là cũng chắc cũng thích giống em. Tại vì hiện tại em thấy hình ảnh năm em cũng đang thay đổi. Cô ấy muốn được thể hiện ở nhiều cái phong cách khác nhau. Hai chị em sinh đôi nhưng mà cái tính cách có trái ngược nhau không? Chắc là cái người ngoài người ta nhìn vô người ta sẽ có cái nhận xét nó khách quan hơn. Nhưng bản thân em thì cảm nhận vẫn có những cái nét tương đồng và có những nét khác biệt. Dễ lắm, ở nhà ai là người hay ăn hiếp đối phương nhiều nhất? Em nghĩ là ăn hiếp đều. Dạ. Chặt chém nhau đều đều. Ồ, hai chị em cà khỉ ở nhà hoài luôn. Ăn chặt thì em chém, người ăn thôi. Trời vui vậy. Rồi bên cạnh đó về cái sở thích về ăn uống đi. Cái hai bạn ăn uống giống nhau không? Em nghĩ ăn uống chắc giống nhau. Vậy những lúc mà nam em bị áp lực trong cuộc sống, có một giai đoạn là nam em bị khủng hoảng về tinh thần luôn á. Thì lúc đó cái tâm trạng trong em như thế nào Nam Anh? Kiểu như là mình rất là hoang mang luôn. Mình hoang mang chung luôn á. Hoang mang chung, mình cũng không biết là cô ấy sẽ nghĩ gì. Mà cái suy nghĩ hướng tới hành động gì nó rất là nguy hiểm. Đấy. Mình cũng lo nhiều. Nhưng mà ở em với Nam Em có một cái lòng tin rằng là không bao giờ tước đoạt mạng sống của mình. Nên mình tin chắc là không bao giờ cô ấy đi làm chuyện bậy bạ. Như vậy là những lúc đó chỉ có hai chị em nương tựa và động viên lẫn nhau thôi. Nó tùy thời điểm. Nhưng mà cái thời điểm vừa qua thì chắc em bản thân em nghĩ cho em không có động viên Nam Em nhiều. Tại vì ngay cả em với Nam Em cũng có nhiều vấn đề xích mích. Như vậy là tự thân các bạn phải vượt qua được những khó khăn đó. Dạ. Mà nó bơ làm việc với Nam Em nhiều rồi, tính cách thì cá tính hơn, mạnh mẽ hơn là Nam Anh nhiều. Mà dù sao làm gì nữa vẫn là hai chị em đúng không nào? Và lúc nào cũng yêu thương nhau. Bạn đối mặt với những khó khăn đó trong cuộc sống như thế nào? Bạn nghe nhạc, bạn đi xem phim, bạn đi chơi với bạn bè,
hay như nào ạ? Có nhiều cách để mình giải tỏa, mà quan trọng lúc đó mình chọn cách gì mà nó không ảnh hưởng tới người khác nhiều. Anh đúng đó, anh nghe có vẻ nó hơi bùng nổ. Chứ không lẽ giờ em stress, em về em thay đổi với anh, đó là em sai đúng không? Tự nhiên em đem cái cảm xúc của mình, em dục vô trong anh, cái anh phải nhận cái thứ mà vốn dĩ anh không nên nhận. Mà có nhiều trường hợp cũng được phép làm điều đó. Thí dụ như là người yêu chẳng hạn, mình có quyền nhận cá chém thức người yêu. Vậy có chàng trai nào bị tình trạng đó chưa? Thật ra cái tính đó là cái tính không tốt. Nhưng mà cô gái nào cũng sở hữu hết. Mình cũng là con gái, mình hiểu con gái nhiều khi tính cách nó khó hiểu lắm. Thất thường như thời tiết. Đúng rồi, thất thường như thời tiết. Nhưng mà mình cố gắng làm sao mình tiết chế lại, để mà mình không phải đem cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng tới cảm xúc của một mối quan hệ. Vậy rốt cuộc là có chàng trai nào chịu đựng Nam Anh chưa? Hy vọng là ở thời điểm hiện tại sẽ có. Ủa vậy hả? Ủa chứ quá khứ là chưa luôn á hả? Hay đã từng? Đã từng. Như vậy thì mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào thì mới có thể chia sẻ được tình cảm với Nam Anh? Nam Anh không có khái niệm là mẫu người đàn ông lý tưởng. Và Nam Anh có khái niệm là cảm xúc. Người đó cho mình được cảm xúc. Khi mà mình có cảm xúc thì mình sẽ tiếp tục cho nhau cơ hội để bắt đầu mình có nhiều khoảng thời gian mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đã nói là con người thì ai cũng có cá tính, không ai giống ai. Thì quan trọng là mình tìm được điểm chung và mình cố gắng là mình khắc phục những cái điểm riêng đó để mình không phải làm tổn thương nhau nhiều hơn thôi. Ồ, như vậy bạn nói là bạn phụ thuộc khá nhiều vào cảm xúc. Còn lý trí thì sao? Bao nhiêu phần trăm vô lý trí? Thật sự ra nếu như mà Nam Anh được lựa chọn thì Nam Anh vẫn được muốn mình sống trung thực với cái cảm xúc của mình nhiều hơn là mình sử dụng lý trí trong tình yêu. Tại vì khi mình đã lý trí trong tình yêu là mình không có yêu chân thành nữa. Mình hay tính toán lắm luôn. Dạ. Mình hay đa nghi, mình suy nghĩ nhiều. Wow, cảm xúc. Cảm xúc này bạn đã đến với bạn bao nhiêu lần? Nói gì nói thì cái nghề của em lựa chọn nó cũng khá là nhạy cảm và em cũng tiếp xúc khá là nhiều người. Nhưng mà thật ra tìm kiếm cái cảm xúc nó cũng khó lắm anh. Và đặc biệt là mình tìm kiếm cảm xúc chân thành. Ban đầu ấy, thì để chinh phục em thì ai cũng có thể nói được rằng anh thông cảm được hết. Nhưng mà quan trọng cái đường ăn dài đó, mấy người thông cảm được với công việc của bạn. Bạn nghĩ như nào về định kiến của một người về người mẫu? Thật sự ra cái định kiến là nó hình thành từ rất là lâu rồi. Từ khi em sinh ra em chưa biết cuộc đời là gì. Và em bước vào nghề em cũng chưa biết nghề là gì, mà em đã nghe những cái định kiến về cái nghề. Nhưng mà em nghĩ rằng nếu như một người đàn ông thương mình thật sự thì người ta sẽ nghĩ về mình nhiều hơn là người ta nghĩ về cảm xúc của họ. Do mình thôi, em nghĩ là do bản thân mình.